Latin. Câu cái là gì? Latin là gì? Wow. Sáu đứa chú chít cũng đã đến ngày được đặt tên, thì vẫn như mọi lần, mình sẽ ra chợ sưu tập rất nhiều loại rau củ quả để cho củ cải lựa chọn và đặt tên cho các con nha. Không biết lần này củ cải sẽ đặt tên cho các con là gì đây? Trời đất quá mọi người ạ, mùa ấy được mùa hai dạng rồi. Chú Chít ơi, hello. Hôm nay chú Chít sẽ được đặt tên nha. Hôm nay bố cải, mẹ Chi và anh Cà Rốt sẽ đặt tên cho chú Chít nha. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đã chuẩn bị các loại rau củ quả để cho củ cải, kim chi và cà rốt đặt tên cho chú Chít đây mọi người ơi. Chỗ này là có 14 loại rau củ quả này, theo thứ tự này: sầu riêng, dừa, bưởi, dưa lê, cam, ổi, na, măng cụt, su su, cà chua, cherry, cà tím, chôm chôm và phải. Bây giờ thì vẫn như mọi năm, giờ chú Chít nào lên củ cải mà đi nhặt lại củ quả nào thì đó sẽ chính là tên của chú Chít đó nha mọi người nha. Ok, thử thách 6 ngày đặt tên, get go. Chú Chít ơi, đặt tên nha. Đầu tiên sẽ là chàng trai số 1, cậu cả của mùa 3 nha mọi người nha. Màu lông đậm nhất, rất là đẹp trai. Cậu cả sẽ do củ cải đặt tên. Củ cải, đấy, đặt tên. Cậu cải là gì? Đặt tên là gì? Wow. Rồi mang đây nào, mang đây. Mang đây, củ cải mang đây. Rồi đây, 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 đây. Đưa nào, củ cải. Củ cải đem về trái dừa mọi người ơi. Chàng trai đầu tiên sẽ là tên là dừa nha mọi người nha. Dừa, dừa, dừa. Ê, ê, dừa. Rồi tiếp theo củ cải về vị trí nào, củ cải đến đây. Chưa gì nữa là đặt tên thêm rồi. Đến đây, củ cải đến đây. Dừa. Cô gái số 2 có một Facebook ở ngõ này, Facebook ăn thang mọi người nhá. Cô gái số 2 thì sẽ do Kim Chi đặt tên nhé mọi người nhá. Kim Chi, đây. Kim Chi đặt tên con là gì? Rồi, đứng dậy, đặt tên con là gì? Su su à? Rồi Kim Chi đây, đây. Rất là dứt khoát. Cô gái số 2 sẽ tên là Su su nhé mọi người nhá. Su su, cô gái số 2. Rồi, giả đáp Kim Chi vào vị trí nào. Kim Chi đây ngồi. Nào, chút tiếp theo chuẩn bị đến cô, đến gọi là cô gái số 4 này. Cô gái số 4 ơi, chú chí. Rồi, số 4 rồi. Số 4 rồi, đây rồi. Đây là cô gái số 4. Có phải đánh gái nhất nhà. Đánh gái nhất nhà. Rồi là mở mắt đầu tiên. Cô gái số 4 thì sẽ để cà rốt đặt tên cho mọi người nhé. Cà rốt. Rốt. Đặt tên em là gì nhanh, mang lên đây. Phân rất là nhiều thứ mọi người ơi. Cà rốt đang suy nghĩ. Suy nghĩ rất là kỹ. Sao lại nắm mất này. Cà rốt. Rốt ơi. Đứng dậy, sắp tên em là gì? Mang lên đây, mang lên. nhanh nào, tên em là gì? Cô đặt tên đây, cà rốt đây. Ông cà rốt không chịu đặt tên.
Củ cải. Củ cải vậy, củ cải nó tên con là gì? Cái, đứng dậy. Đặt tên con là gì? Rồi, mang đây, mang đây. Rồi, ok. Củ cải rất khoát, đặt tên bạn số 4 là Na nha mọi người nhé. Số 4 là Na. Cô gái số 4 có tên là Na nhé. Hello Na. Rồi, tiếp theo, hàng nữa. Kichi ơi, ngủ à? Ngủ à? Và Kichi bà ấy chán chơi cái trò đặt tên cho con rồi. Và tiếp theo sẽ để cho củ cải. Ông này thì mặt rất là hớn hở đâu. Tôi nhớ củi bắp nha. Cả rất là đúng đắn. Đi xung quanh một phòng, cuối cùng không đặt, không chọn được cái tên nào cho các em cả. Và để củ cải giúp. Nào, tiếp theo rồi, sẽ đánh nhau thế này. Thèm trai số 5. Đánh nhau à? Hả? Gừ gừ á, gừ gừ ai hả? Đây, chàng trai số 5 nha mọi người nhé. Tiếp theo chàng trai số 5. Có vẻ như là to nhất nhà này. To hơn các anh chị em một tí xíu. Nào, cái nào đứng dậy. Nào, đứng dậy. Đặt tên cho con là gì? Suy nghĩ à, đặt tên cho con là gì? Của cái. Nhét. Đặt tên cho con là gì? Sầu riêng à? Đi đâu? Nào, 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 đi đâu hả? Đi, đi lượn một vòng như các cảnh nhà. Đặt tên cho con là gì? Đặt tên. Nhặt, nhặt, nhặt. Đứng dậy. Nhặt. Ok. Quả này là gọi là quả măng cụt mọi người ơi. Cái tên khá là dễ thương. Rất là dễ thương luôn. Khá là vũ vẫn phải măng cụt. Măng cụt mọi người nhé. Ông này ông đi một phòng, lượn một phòng, cuối cùng ông đi đặt tên chọn cái quả này. Cứ tưởng chọn quả sầu riêng đi hả? Lần sau nhặt quả sầu riêng về đây nhé. Măng cụt, chàng trai số 5 măng cụt. Chàng trai số 6 nhất định phải cho cà rốt đặt tên. Chú Chi ơi, chú Chi, chú Chi. Nào, tiếp theo. Chàng trai số 6, mặt rất là lì lợn. Đây, chàng trai số 6 đây. Rất là lì lợn. Thì lần này quyết tâm để cho cà rốt đặt tên cho em. Nãy giờ chưa chịu làm việc. Trong khi em đã uống phụng sữa của em bao nhiêu mà chưa chịu đặt tên cho em. Cà rốt nào? Nào, đặt tên cho em là gì? Cà rốt. Rồi, đặt tên cho em là gì? Đứng dậy nha. Sầu riêng nhá. Sầu riêng hay bưởi. Cà rốt. Tên đấy là rồi. Cà rốt kia cơ mà. Đặt tên cho em kia mà. Đặt tên cho em là gì? Nào, nhặt mang đây. Chọn đi. Ok, ông gửi. Ông dùng mồm ông gửi. Được rồi, tới đây, tới đây. Ok, ông dùng mồm ông hít cái này. Rồi, bạn này chàng trai số 6 nha mọi người nhé. Chàng trai số 6, tên là... Còn này là quả cam nhé. Cam, cam, cam. Chú Chít, cậu cam ơi. Cam nha, chú Chít số 6 tên là cam. Rồi, chú Chít, chú Chít. Đây. Cô gái số 7 cũng rất là to béo mọi người ạ. Cái tên cuối cùng còn vẫn còn rất nhiều loại hoa quả để cho con được đặt tên nhé. Cà rốt đặt tên cho em được không? Cà rốt đặt tên cho em được không? Ông này ông chán rồi. Thôi cái tên cuối cùng lại để dành cho củ cải nhé. Cà béo. Đặt tên cho con là gì? Đây. Xin gái này. Củ cải đặt tên cho con là gì? Cái gì đấy, cái gì đấy? Rồi, 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 nhả nhả nào. Ôi, rồi, rồi. Nào, 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 tí nào. Xong một hồi ông phân phân. Mình thấy ông ấy để ý gọi là cà chua, cà tím này. Và đây là cherry. Cuối cùng là củ cải nhặt cái tên là cherry mọi người ơi. Chú chít, à quên cherry, cherry. Đấy, được đặt tên cuối cùng, tưởng là thiệt thòi nhất. Ai ngờ lại được đặt cái tên gọi là tây nhất, hay nhất mọi người ạ. Đấy, mình mua gọi là cherry 1.4 triệu một cân. Mua hai nặng thôi. Mà không bọn nó không đặt tên cái này thì hơi bị phí đấy.
hơi bị tiếc đấy, chút chít nhỉ. À đây còn quả sầu riêng nữa. Sầu riêng cũng mua 250 một quả mà cuối cùng không ai, không nào đặt tên. Chúc mừng nha, chúc mừng chú chít có đầy đủ tên rồi. Chú chít ơi, xem nào, tên là gì nhỉ? Dừa, su su, na, măng cụt, cam và cherry. Chúc mừng 6 chú chít nha. Và một rất là cảm ơn củ cải, cảm ơn kim chi, cảm ơn cà rốt đã hợp tác để chú chít có những cái tên rất là hay. Rồi chú chít ra ngoài, chú chít. Chú chít ra ngoài. Chú Chít ơi, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến theo dõi gia đình Củ Cải Chú Chít, cũng như là cảm ơn quá trình gọi là đặt tên của Chú Chít. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.